Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Nhận Biết. Hôm nay trong cái phần tiếp theo thì Thanh sẽ hướng dẫn các bạn tính toán công thức NVK 16834 cộng TE của một đơn vị phân bón lá cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Còn đơn vị nào thì Thanh xin phép được không tiết lộ. Trong cái công thức này thì đạm lân kali lần lượt là 16834 và vi lượng có thông số như sau: sắt là 1200 ppm, mangan là 600 ppm, bo là 200 ppm, kẽm là 180 ppm, đồng là 130 ppm, mo lipden là 80 ppm. Và nitơ trong công thức phân bón lá này thì nó nằm ở ba dạng. Dạng thứ nhất là dạng UG, dạng thứ hai là dạng NH4+, dạng thứ ba là dạng nitrat NO3-, và lần lượt với thông số như sau: nitơ ở dạng UG là 5%, nitơ ở dạng ammoniac NH4+ là 1,5%, nitơ ở dạng nitrat NO3- là 9,5%. Với cái hàm lượng công bố này thì cái liều lượng sử dụng là tưới thì chúng ta sử dụng từ 2-4 kg/1000 m², còn phun lên lá thì chúng ta hòa tan 500g/200 lít nước phun đều trên mặt lá. Đối với công thức NPK bón lá này thì cái việc lựa chọn nguyên liệu và tính toán công thức là tương đối phức tạp. Tuy nhiên là Thanh đã giải quyết cho các bạn rồi và chúng ta cùng đi thôi. Thanh đã tạo sẵn một cái bảng biểu được trình bày như thế này. Chúng ta sẽ lần lượt ốp các công thức vào các cái cột dinh dưỡng này. Sau đó chúng ta điều chỉnh cái tỷ lệ sử dụng để làm sao đạt được cái hàm lượng như công bố. Đối với nguyên liệu thì Thanh lựa chọn 11 cái nguyên liệu như sau. Đầu tiên là đạm UG 46%. Thứ hai là MKB 5234. Thứ ba là MAB 1261. Thứ tư là KNO3 1344. Thứ năm là sắt chelat 13%. Thứ 6 là mangan chelat 13%, thứ 7 là sulubor 20,5%, thứ 8 là kẽm chelat 15%, thứ 9 là đồng chelat 15%, thứ 10 là ammonimolidat 54%, và cuối cùng là phụ gia thì ở đây Thanh dùng là K2CO3, có hàm lượng K2O là 68%. Và ở đây đối với cột nitơ thì chúng ta lưu ý thế là có 3 cái gốc nitơ. Gốc thứ nhất là gốc ure, gốc thứ hai là gốc ammoniac NH4+, gốc thứ ba là gốc nitrat NO3-. Và đối với cái cột đạm ở dạng UG thì chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng UG chúng ta nhân với 46%, tương tự như các ví dụ trước. Tiếp tục đến dòng nguyên liệu MKB thì ở đây có chỉ số là 5234, tức có nghĩa là hàm lượng lân bằng 52, hàm lượng kali bằng 34, thì tại cột lân chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng của MKB chúng ta nhân với 52%. Đối với cột kali tại dòng MKB thì chúng ta bằng phần trăm sử dụng của MKB nhân với 34%. Tại dòng nguyên liệu MAB 1261 thì chúng ta có hàm lượng đạm ở dạng ammoniac bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng MAB nhân với 12%. Tại cột lân thì chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng MAB nhân với 61%. Tương tự như vậy, đối với nguyên liệu KNO3 thì tại cột đạm ở dạng nitrat chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng KNO3 nhân với 13%, và kali chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng của KNO3 nhân với 44%. Đối với nguyên liệu sắt chelat tại cột sắt chúng ta bằng phần trăm sử dụng của sắt chelat chúng ta nhân với 13%, và chúng ta nhân với 10.000 để quy đổi thành ppm. Tương tự như vậy, tại cột mangan chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng của mangan chelat chúng ta nhân với 13% và nhân với 10.000 để quy đổi thành ppm. Tại cột boron chúng ta bằng phần trăm của sulubor chúng ta nhân với 20,5% nhân với 10.000. Tại cột kẽm chúng ta bằng phần trăm sử dụng của kẽm chelat chúng ta nhân với 15% và nhân với 10.000. Tại cột đồng chúng ta bằng phần trăm sử dụng của đồng chelat nhân với 15% và nhân với 10.000. Tại cột molybden chúng ta bằng phần trăm sử dụng của amon molybdat chúng ta nhân với 54%, chúng ta nhân với 10.000. Đối với nguyên liệu phụ gia là K2CO3 có hàm lượng K2O bằng 68%, vì vậy chúng ta bằng phần trăm tỷ lệ sử dụng của phụ gia K2CO3 nhân với 68%. Xong, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần ốp công thức tại cái phần công bố dinh dưỡng như thế này. Tiếp theo chúng ta cùng điều chỉnh cái tỷ lệ sử dụng để làm sao cho đạt được cái công thức theo công bố phía trên này. Đối với hàm lượng nitơ ở dạng UG thì chúng ta cần 5%, thì ở đây chúng ta cần ốp là khoảng 10, tại vì UG là 46, khoảng 10-11 đi, 5,06. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã đạt được cái hàm lượng nitơ ở dạng UG đạt là 5 rồi. Tiếp tục chúng ta điều chỉnh cái hàm lượng nitơ ở dạng ammoniac
Thì ở đây có duy nhất là MAB cung cấp nitơ ở dạng ammoniac, ở dạng NH4+, thì chúng ta cần là 1,5. Thì 1,5 chúng ta ở đây có 12 thì nó khoảng 12%, 1,44, 12,5. Rồi, đủ 1,5. Tiếp tục chúng ta tính nitơ ở dạng nitrat. Ở đây thì có duy nhất KNO3 cung cấp nitơ ở dạng nitrat thôi. Và yêu cầu là hàm lượng nitơ ở dạng nitrat là 9,5%. 9,5 mà trong khi đó là KNO3 có 13% thì chúng ta nhập khoảng 60%, 7,8, 65, 8,45, 70, 9,1, 73, 9,49. Và như vậy là chúng ta đã đạt được cái hàm lượng nitơ ở ba dạng khác nhau theo đúng cái công bố. Tiếp theo chúng ta phải tính toán cái hàm lượng phosphor và kali làm sao cho đủ được theo công thức là 16:8:34. Ở đây chúng ta quan sát là lân được 7,63 và kali thì được 32 rồi. Như vậy là chúng ta gần đạt rồi. Chúng ta điều chỉnh cái hàm lượng MKP lên một chút là 1. Chúng ta đạt là 8,15 và 32,46. Lân hơi thừa 0,6, 7,94, đạt 99% so với công bố rồi. Đạm chúng ta đạt 100%, lân chúng ta đạt 99%, kali chúng ta đạt là 95%. Và lưu ý ở đây là tổng cái lượng nguyên liệu sử dụng của đạm lân kali đạt lên 97,1% rồi, chúng ta còn có hơn 2% là các loại nguyên liệu khác thôi. Tiếp tục chúng ta tính cái hàm lượng vi lượng đi, rồi còn cái phần kali thiếu này chúng ta tính sau. Đối với sắt thì chúng ta cần 1200 ppm. Thì ở đây chúng ta ốp thử một cái số 1 đi. 1300 hơi thừa một chút. 0,9. 1170 tạm ổn. Rồi chúng ta tính đến hàm lượng mangan. Mangan đấy chúng ta cần 600 ppm thì chúng ta thử nhập 1 đi. 1000 rồi, 0,45. 585. Rồi tương đối đủ. Đối với bo chúng ta cần 200 ppm, 0,1. 205. Rồi ok. Tiếp tục đến kẽm chúng ta cần 180, 0,1. 150, 0,13. 0,12. Rồi đủ 180. Tiếp tục đến đồng. Chúng ta cần 130 ppm, 0,05. 75 gấp đôi lên 0,1. 150, 0,09. 135 đủ. Và cuối cùng đến yếu tố molybden 80.01 54.015 81 đủ. Và còn lại là phụ gia chúng ta bằng 100 trừ đi sum. Sum là tổng các bạn nhé, của các loại nguyên liệu dùng phía trên 1,2A. Giờ chúng ta quan sát lại công thức NVK xem như thế nào. Đạm chúng ta được 16.05 đạt theo công bố. Lân chúng ta được 7,94 đạt 99% so với công bố. Kali chúng ta đạt được 33,16 đạt 98% công bố. Còn lại các nguyên liệu khác là đạt từ 98 cho đến 104% công bố. Và cuối cùng tại cái cột mẻ 1000g. Mẻ ở đây là tôi sẽ trộn từng kg một. Chúng ta muốn trộn 1 kg cái phân bón lá có hàm lượng 16:8:34 cộng TE này thì chúng ta cần 110g UG, 6g MKP, 125g MAB, 730g KNO3, 9g sắt chelat, 4,5g mangan chelat, 1g solobor, 1,2g kẽm chelat, 0,9g đồng chelat, 0,15g amoni molybdat và cuối cùng là 12,25g phụ gia K2CO3. Vừa rồi là tôi vừa dẫn các bạn tính toán xong công thức phân bón lá 16:8:34 cộng TE của một đơn vị phân bón lá nổi tiếng trên thế giới. Và việc tính toán công thức không phải khó quá phải không các bạn? Nếu các bạn có nhu cầu tính toán công thức phân bón lá thì xin mời comment phía dưới. Các bạn có thể là đặt tôi tính toán công thức phân bón lá và tự mua nguyên liệu về trộn, hoặc có thể mua cái thành phẩm tôi tự trộn sẵn rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.